mới xuất phát ra làm thì cũng gặp nhiều khó khăn. Thứ nhất là mình không có cái nguồn, sư cô chỉ là lấy gạo, dầu, đường, bột ngọt, tất cả những thứ mà Phật tử mang tới cúng chùa thì mình đem ra mình làm, mua thêm đồ khô. Lúc đó thì mình làm được ít thôi. Khởi đầu thì mình làm từ tháng 8 năm 2014, lúc đó mình phát được chỉ có 40 phần. Cho đến nay thì được 8 năm, cái phần ăn của mình lên cũng được 1.000 phần. Phật tử Mạnh Thường Quân xa gần, khi mà biết được cái việc làm của mình nó thực tế thì cũng phát tâm đóng góp, hỗ trợ, phụ với sư cô. Cho nên là cái công việc phát cơm nó mới được duy trì lâu dài cho tới bây giờ.